Xin chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem về cái vườn mà mình canh tác theo tự nhiên mấy năm nay của mình này. Đây, cà phê nhà mình này, nó làm tự nhiên nên là cây cỏ nó rất là um tùm và mình để nó như vậy. Các bạn nhìn này, cỏ coi như là cao bằng cà phê luôn đấy, nhưng cà phê nó vẫn xanh nha các bạn nha, nó vẫn xanh này, vẫn xanh, vẫn có trái, vẫn gọi là ok. À đấy các bạn, cho các bạn xem cái vật liệu mà khi mà mình để cỏ như thế này nhá, cái gọi là cái vật liệu phủ nó rất là dày đặc luôn này các bạn này. Đây này, đấy, nó rất chi là dày đặc luôn. Này các bạn này, rất là dày đặc luôn đấy. Này, đó, nó đang phủ lại bằng chính cái vật liệu này luôn. Đây, bạn thấy không? Đây là cỏ tranh này, cỏ tranh này, cỏ táo bay này, rồi cà phê này. Nó coi như là cây cỏ bây giờ nó đã cao lớn bằng cà phê luôn. Mình đang để nó như vậy luôn. Đấy, cà phê mình này. Đấy. Đây, thấy, các bạn thấy không? Cỏ rất là cao. Và chính vì điều này mà nó sẽ tạo ra cái vật liệu phủ cho mình nó rất là dày đặc ở dưới nền đất cho mình nhá. Đấy, như các bạn thấy mình vừa phát này. Tại vì chuẩn bị là hái cà nên là mình phải phát để mà mình có thể hái cho nó dễ dàng hơn này các bạn. Đây, vật liệu phủ rất là dày đặc luôn nha các bạn nhé. Đấy, cà phê mình này, cà phê tại vì mình làm hôm nay nên là cà phê nó sẽ không chất lượng nhé, không không có sản lượng nhé các bạn nhé. Cho nên là các bạn đừng có so sánh về cà phê, tại sao cà phê lại không có sản lượng hoặc cà phê không tốt. Vì mình theo cái hướng này, hướng tự nhiên này thì đảm bảo là cái sản lượng của nó không có, nhưng mà chất lượng của nó thì lại tuyệt vời. Đây, giống cà phê Robusta của các bạn ạ. Mặc dù mình để cái cỏ nó rất cao tùm nhưng mà nó vẫn không ảnh hưởng gì nhiều tới cà phê của mình nha. Mà bù lại đó thì nó lại là cách đi bền vững cho mình này. Các bạn, có mấy cây này chắc bị khô quả này, chắc bị thân thư này. Cái này nhìn mấy cây cối mà nó leo tùm lên cây luôn này, cây cà phê luôn này. Đấy, đây, cỏ rất là dày đặc luôn nha các bạn nha. Đây, cà phê này. Đối với mình làm theo cái hướng bên vườn này thì cà nó cho ra cái sản lượng chừng này là cũng ok rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn phải tăng lại cái giá trị từ cà phê này bằng cách là sơ chế cà phê chất lượng cao nha các bạn nha. Và để cho nó có cái cà phê nó chất lượng này các bạn, để tự nhiên luôn, nhìn cái là cái chồi tược nó vẫn phát triển tự nhiên luôn này, nhìn. Tại vì cỏ tàu bay này là cỏ nó tạo phân xanh rất là tốt cho nền đất của mình nha các bạn nha, với lại nó tạo cái độ che phủ rất là ok này các bạn này, nhìn ở dưới này này. Khi mà nó phủ thế này á, những cây cỏ nhỏ mà nó không có khả năng để mọc lên luôn này các bạn này. Nên là mình khi để cỏ này mình chỉ cần phát xong thì nó sẽ phủ lại ở trên này đất cho mình thôi. Này các bạn nhìn đất đất ở đây này, đó, đất rất là nhiều cái gọi là cái sùn này là của con giun trùn quế này các bạn, nó tạo môi trường sống cho trùn quế rất là tốt này các bạn nhé. Đây này, mấy cái đấm sùn sùn nó nổi lên như cái mụn này, nó đây các bạn thấy không? Đây là những cái phần cứt của con giun này các bạn, nó lại cục 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 thế này này. Đó, vườn mình là mình không tuyệt đối không sử dụng thuốc thang gì các bạn, nên là nó như vậy. Những cà phê vàng sắp chín, nhưng mà cà phê này thì nó hơi thiếu dưỡng chất quá, tại vì nó cho ra nó nhiều
nhiều quả quá này. Mấy cành ở đây thì nó ok này, cành ở đây thì ok này, còn mấy cành ở trên này chắc nó không vận chuyển nổi cái chất dinh dưỡng này các bạn. Đó. Nhưng mà còn sau mấy quả này thì mình lại bỏ thôi, mình làm xô thôi. Còn mấy quả như thế này thì mình sẽ sơ chế thành quả chất lượng cao này. Các bạn này, cỏ rất chi là cỏ đặc luôn nha các bạn nhé. Cái này mình mới phát này, mình mới phát để mà là nó dễ để hái cà phê các bạn, để vào sau mình hái. Đây này, cái nền nó đang phủ lại nha, nó không có chỗ trống cho gọi là cho ánh sáng mà chiếu trực tiếp vô cái nền đất của mình luôn nha các bạn nha, rất là dễ đặc luôn này. Đấy, vật liệu phủ rất là dễ đặc luôn. À, ok các bạn. Đó thì mình hôm nay chủ yếu để làm cái video chứ, để các bạn xem cái vườn mà mình đang thiết kế để sử dụng cây cỏ để mà nó làm vật liệu phủ lại cho đất mình nha, để không cho đất mình trông chờ các bạn nha. Rồi ok, thì video mình tạm dừng ở đây nha các bạn nha. Và sau thì mình sẽ làm lại nhiều hơn để cho các bạn cùng xem tư vấn với mình nha. Ok, chào các bạn.